Xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Mua bán xe cũ. Và hôm nay thì Mua bán xe cũ sẽ gửi đến anh chị và các bạn thông tin đầy đủ về chiếc Kia K3. Sản xuất là 2015, đăng ký lần đầu là 2016, đăng ký biển tỉnh. Và xe này là một chủ sử dụng từ đầu, có trang bị đầy đủ các tính năng option trên chiếc xe này. Anh chị và các bạn hãy cùng em tham quan nhé. Về sơn xi cũng như là nội thất của chiếc xe còn rất đẹp ạ. Mọi chi tiết là mép lối, mép cản. Rồi đây là phần cốp của chiếc xe này, vì nó trong phân khúc hạng C nên cốp rất là rộng rãi. Tiến tới các chi tiết bên ngoài, chị bạn thể thấy này, các đường gân cũng như là mép cản của chiếc xe còn rất là khít. Đường gân thì thẳng tắp, chưa hề có hiện tượng gò hàn lại. Về phần đầu xe thì xe có trang bị đèn bi cũng như giải đèn led định vị ban ngày. Rồi là lưới tản nhiệt hình mũi hổ, đặc trưng của dòng Kia. Gương kính chỉnh điện tích hợp báo rẽ, rồi gập điện. Đây là cái không gian hàng ghế lái, bề mặt ghế da và ghế lái đây. Chủ xe đã trang bị thảm tài sàn rồi, giúp cho chiếc xe nó lên xuống nó sẽ sạch sẽ hơn. Đây hàng ghế thứ hai, có trang bị cửa gió. Em mời anh chị và các bạn cùng tham quan chút về cái phần khoang ghế lái này. Đây là màn hình giải trí đã được thay màn hình Android rồi, có điều chỉnh và trình duyệt web rồi xem YouTube. Trên là cửa sổ trời. Đấy, các chi tiết anh chị bạn thấy, mọi chi tiết của chiếc xe còn rất đẹp ạ. Đây là cái chỗ để đồ. Đấy, mọi chi tiết ghế da còn nguyên zin nguyên bản. Cam kết cho anh chị và các bạn về chiếc xe này là nguyên bản, không đâm đụng, không ngập nước, bao check test toàn quốc. Anh chị và các bạn có thể mang đi bất kỳ nơi đâu để kiểm tra. Mình có thể mang ra hãng hoặc là ra gara mình tin tưởng để họ kiểm tra cho mình. Tất cả cam kết của showroom đều trên văn bản hợp đồng giấy tờ nên anh chị và các bạn có thể yên tâm ạ. Nếu anh chị và các bạn muốn xem xe thì cũng có thể qua địa chỉ 17 Phạm Hùng, Hà Nội để xem xe. Đối diện cái sân vận động, đối diện là bến xe Mỹ Đình anh chị nhé. Đây là các chi tiết hàng ghế thứ hai này. Mọi chi tiết là keo chỉ nguyên zin. Các chi tiết cực đẹp là răng đúc hợp kim 5 chấu kép. Mọi chi tiết đèn đóm còn nguyên bản, còn rất là sáng. Vâng, vừa rồi thì em đã cập nhật sơ qua cho anh chị và các bạn thông tin đầy đủ về chiếc xe Kia K3. Sản xuất là 2015, đăng ký lần đầu là 2016 và là một chủ sử dụng từ mới. Đăng ký biển tỉnh. Xe thì có hỗ trợ trả góp lên đến 70% giá trị xe cho anh chị và các bạn nào có nhu cầu. Thủ tục cực kỳ đơn giản và nhanh chóng. Giá chiếc xe hiện đang giao bán với mức giá là dưới 430 triệu. Anh chị và các bạn quan tâm hãy liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình nhé. Em sẽ gửi thông tin chi tiết cũng như cái giá hỗ trợ, rồi các thủ tục sang tên di chuyển, hỗ trợ trả góp. Cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm tới kênh Mua bán xe cũ và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở các video tiếp theo. Rất mong nhận được sự ủng hộ bằng cách đăng ký kênh, like bài viết cũng như góp ý.